ở Trống Đồng, chùa Đại Nam. Con lạy Phật chưa? Dạ. Con lạy Phật chưa? Con lạy Phật đi. Đây ra đây, qua đây thì vào đi. Ừ, đây ra đây con ơi. Đây người ta không cho đi giày vào đây, là nó đi ở đây nó sạch rồi, không có cái gì bẩn. Có chứ, có người người ta làm. Đây là quả chuông đây này, quả chuông đồng đây này, quả chuông này có phải đến mấy tấn. Nó viết đây thì viết ở đâu, ở Hương? Ví dụ đây là muốn nói là đây là quả chuông ở chùa Đại Nam đây thì cứ nói trong lời đây à? À thế à? Thế thì tưởng là phải trong, viết trong thua trong đấy luôn. Thế à? À, đây là quả chuông đồng của chùa Đại Nam đây, cả nhà yêu ạ. Đấy, rồi cũng bằng đồng luôn, cảnh chùa Đại Nam đây cả nhà ơi. Đẹp rất là tuyệt vời đẹp.
ơi. Bà dùng cái vớ này xin bà bỏ gỡ cho bà cái. Rồi bên này nữa. Rồi. Bà vô. Tưởng là ra ngoài kia. Ngoài kia có ghế không? Tưởng là ra ngoài kia có ghế. Gọi xe đi. Có ai xem đâu, kết thúc video.